Hey, chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ fpfroshow.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là một trong những cái effect mà mình thường sử dụng nhất và theo mình nghĩ là nó gần như là tuyệt vời nhất trong Photoshop. Đó là hiệu ứng hai pass đảo, hai pass đảo. Rồi, nếu các bạn đã từng coi những tutorial trước của mình rồi thì mình sử dụng hai pass đảo rất là nhiều, nhưng mà tới ngày hôm nay thì mình làm một cái video riêng về nó luôn, để mình hướng dẫn cho các bạn về cái hai pass cũng như là tại sao hai pass đảo nó tạo được cái hiệu ứng giống như là những ở tutorial trước. Ok ha, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Nếu các bạn chưa subscribe, đừng quên nhấn nút subscribe, nút theo dõi, nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên cạnh để mà nhận thông báo ngay khi mà mình có video mới. Ok thì hôm nay mình sẽ sử dụng stock của Mạnh Cường khá là đẹp ha. Thì đầu tiên cái này là mình sẽ sử dụng cái bộ Pro Reset của mình để mà mình blend màu nhẹ nhàng trước cho nó đã. Đây là mình có lẽ là mình sẽ sử dụng cái hình hình nào đây ta, hình nào cho nó ok đây ta, hình mình có nghĩa là hình này đi để mình cảm thấy nó nhiều chi tiết. Thì đây mình sẽ chọn một cái màu nào đấy cho nó phù hợp với lại cái hình này. Không hợp, nói chung là nhiều lắm cho nên mình thoải mái thôi. Ok, mình sẽ lấy cái màu này và đây mình sẽ tinh chỉnh lại chút xíu cho nó ok. Như đây là hơi tối, contrast lên ma, vibrate lên chút đi. Rồi ok, làm nhẹ nhàng vậy thôi, chi tiết vẫn còn nên không tới nỗi nào. Và đây mình sẽ mở trong Photoshop và chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng đó. Ok, nếu bạn nào mà chưa có bộ Pro Reset này, các bạn thể mua với giá là 299k. Link để mua mình để ngay phía dưới, phần description mô tả, các bạn phải coi là mua để ủng hộ mình cũng được, vô tư chẳng sao cả. Ok rồi, tiếp theo công việc của chúng ta ngày hôm nay đơn giản nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ tạo một layer mới bằng cách bấm nút Ctrl J. Phím J là phím giữa phím H và phím K. Phím J, J, ô vuông. Okay. phim chạy đến đây, để cho nó ok hơn chúng ta có thể tinh chỉnh lại được nữa thì mình sẽ chuyển nó sang Smart Object. Mình sẽ bấm chuột phải chọn Smart Object đó, để tí nữa mình gán cái layer style gán cái filter vô thì mình vẫn có thể chỉnh lại được. Rồi thì đây mình sẽ vào filter, sau khi chúng ta tạo ra layer mới thì hãy Ctrl J tạo ra layer mới, mình bấm chuột phải chọn chuyển sang là convert to smart object. Và bây giờ mình sẽ vào filter, chọn order và chọn high pass. Các bạn vào lại nha, filter, order và chọn high pass. Rồi, ở trong high pass này ở đây có khá nhiều hiệu ứng mà mình phải phân tích đây. Cái high pass này, cái cách mà nó hoạt động á, là khi mà mình tăng cái radius lên, nó sẽ cái công dụng của high pass á, là nó xác định cái vùng biên, những cái vùng chuyển, những cái vùng gọi là vùng chuyển nét ha, vùng chuyển nét. Ví dụ như là ở cái cạnh như thế này đi đó, mình giơ lên vậy đúng không, đây, quảng cáo mình sẽ quảng cáo cà phê Highland Trung Nguyên, Highland rồi. Thì đây cái cạnh này các bạn thể thấy có cái cạnh này đúng không, ở trên cái khung cảnh của video này ha, thì đây là cái cạnh này đó, rồi cái cạnh mặt mình này đó, đấy hay thế. Thì ở đây Photoshop nó sẽ tự động nó chọn cái vùng đó, sau đó khi mà cái vùng chọn nó rộng hay là nhỏ thì mình tăng giảm cái radius lên để nó chọn cái vùng chọn. Tất nhiên rồi, tăng càng mạnh thì cái vùng biên nó chọn càng rộng ra, và khi mình càng tăng hết cỡ thì xong khỏi chọn luôn. Cho nên là đây chúng ta sẽ chọn làm sao cho cái mức độ nó vừa đủ, nhưng mà thực tế là các bạn chọn sao cũng được. Rồi các bạn để ý ha, những cái vùng chọn này thực tế á, đây này, là nó là những cái vùng chuyển nét, cho nên là đa phần nó cũng chẳng có sáng sủa gì cho lắm. Cho nên là mặc định khi mà mình sử dụng cái đó, các bạn để ý này, những cái vùng chuyển nét đó nó cũng chẳng sáng lắm đúng không. Cho nên khi mà mình chuyển cái thằng normal, cái blending mode của thằng layer high pass này, mình sẽ đặt tên nó là high pass để cho các bạn dễ hình dung. Layer high pass này ha, nếu như chúng ta chuyển nó sang thành cái soft light thì mặc định các bạn sẽ thấy là nó sẽ nét hơn khá là nhiều, cái ảnh của ta nó sẽ nét hơn một chút xíu. Tại vì cái soft light là cái công dụng của blending mode soft light á, là nó tăng contrast bằng cách ở cái layer mà mình đang thao tác là cái chỗ nào tối, có cái độ sáng nó dưới 50% thì nó sẽ làm cho layer dưới tối đi. Và các bạn để ý ở đây là toàn bộ là những cái nét hết, cái nét rất là tối, cho nên là khi mà mình blending mode của soft light của thằng high pass này thì mặc định nó áp xuống dưới, thì layer này thì nó sẽ làm tối đi ở những cái vùng chuyển
vùng chuyển đó, vùng chuyển màu hoặc là cái cạnh của cái hình, thì nó làm cho hình chúng ta nó sắc nét hơn, nó nét hơn, nó hơi ảo chút xíu. Mình không khuyến khích dùng cái này làm tăng độ nét. Tuy nhiên ở đây cái vấn đề, cái cách mình, cái video mình hướng dẫn đây là gì? High pass đảo, mình sẽ chuyển nó sang thành normal bình thường lại. Các bạn sẽ thấy chúng ta đây như vậy ha. Như mình nói hồi nãy đó, cái cạnh thì thường nó chẳng sáng sủa bao giờ cả. Tuy nhiên khi mình bấm Ctrl Y ngắn ha, tức là nó đảo màu lại, thì ở đây màu xám thì nó vẫn là màu xám. Ở những cái vùng này, những cái vùng không phải là cạnh thì high pass nó chuyển nó sang màu xám 50%. Màu xám thì lúc nào là màu xám rồi. Còn cạnh hồi nãy á, khi mà mặc định nó là cái cạnh nó hơi tối tối chút xíu, cho nên khi mình bấm Ctrl Y một cái, màu tối đó chuyển sang màu sáng. Màu tối nó chuyển sang màu sáng thì cái vấn đề nó nằm ở đó. Khi mà mình chuyển nó sang soft light thì những cái vùng này nó tạo ra cái vùng sáng ở cạnh, và các bạn thể để thấy chúng ta có một cái ứng cực kỳ shining, cực kỳ sáng, cực kỳ mịn màng như thế này. Đó, đây chính là high pass đảo. Đó là tạo ra một cái layer high pass và Ctrl E invert nó lại, đảo nó lại, đảo màu nó lại để cho nó cái vùng biên nó sáng, nó tỏa ra, và các bạn sẽ có một cái hình nó cực kỳ mượt kiểu như thế này. Đó. Rồi, rất là mịn màng đúng không? Nó rất là mờ ảo, nó rất là nhìn cưng vậy. Rồi ok. Để cho nó đẹp hơn một chút xíu, tại vì mình không muốn cho dính vào mặt của người mẫu nhiều quá, thì mình sẽ tạo một cái layer mask ha. Mình click vào tạo layer mask nè. Các bạn thể sử dụng cái brush màu đen. Brush màu đen to một chút xíu. Hardness độ cứng thì mình sẽ để là 0%. Đó, vì mình click vào trong những cái vùng mà mình không muốn cho nó quá gọi là nó đó, nó không có bị gọi là nó cái vùng mặt của mình mà nó cũng hơi bị mờ mờ như vậy thì nó khá là dở. Thì đây mình chỉ muốn cho nó đó, những cái vùng biên này này, những cái chi tiết thừa nó trở nên nó bớt tạo sự tập trung đi, và chúng ta sẽ chỉ tập trung người mẫu thôi. Đồng thời là hình của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là tuyệt vời đúng không? Nó nhẹ nhàng, nó mịn, nó mềm kiểu như thế đó. Thì sau khi xong thì chúng ta bấm Ctrl S và chúng ta có thể quay trở lại cái Lightroom, tại vì hồi nãy mình chọn là Edit in Lightroom mà. Và Lightroom tạo file mới cho anh đi em, đâu rồi? Ở đại khái là thế. Đây, hơi chậm. Đó, thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như này. Đó, đây là trước này và đây là sau này. Đó, tương đối nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó rất là mịn. Và các bạn thể tăng giảm cái high pass đi bằng cách là hồi nãy mình tạo cái smart object mà mình click đôi vào đây, xong cái đâu rồi high pass MA đâu show. Ok đây là mình vừa invert nó rồi đó. Thì chúng ta có thể tăng giảm cái high pass này đi tùy theo các bạn muốn nó như thế nào thôi. Click đôi vào high pass nè, rồi tăng giảm đi thôi. Khá là ok đúng không? Càng tăng thì nó càng bị đơn giản vậy thôi. Thì đó là cái cách mà high pass đảo nó hoạt động. Và đây là một trong những cái effect mà mình dùng nhiều nhất. Các bạn thể coi cái này. Và theo mình nói đó, nếu như các bạn tự học thì các bạn cố gắng luôn luôn đặt câu hỏi tại sao cái công cụ đó hoạt động. Các bạn hiểu không? Tức là chúng ta tự học mà chúng ta phải hiểu về bản chất, cái cách của công cụ hoạt động á, thì nó hay nhất. Nếu các bạn muốn, các bạn thể đặt sách của chị Uyên, hoặc là trong cái khóa học Photoshop Basic của mình á, thì mình có tất cả các công cụ như vậy, thì mình cũng có giải thích giống như nãy giờ mình làm cho các bạn coi đó. Các bạn thể click vào cái link ngay phía dưới để coi về cái khóa học đó, khóa học Photoshop Basic đó, qua video thôi. Nếu như các bạn vừa mua Pro Reset mà vừa mua combo, các bạn sẽ được giảm 200.000, thì các bạn chỉ còn giá là 499k, khá là rẻ đúng không? Và mình nghĩ là phù hợp. Đó, thì đó là tất cả về cái tutorial này. Đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.